Và mùa này thì chú Tâm trồng cái giống này thì nó hạn chế được gầy xanh với sâu xanh, nên cái độ trái thì nó không có dạt nhiều. Mình thấy chú Tâm đang trồng giống khổ qua SH54 của Sen Hồng á, thì thấy rất là đạt hiệu quả. Một số giống khổ qua mà trồng trời mưa nói chung thì nó sẽ rất dễ bệnh trên lá, và hầu hết cái giống nào thì cũng có, nhưng mà đối với cái giống Sen Hồng 54 này thì nó sẽ rất là hạn chế, nên bà con yên tâm. Mùa mưa thì nên những cái dạng nấm vậy mình nên phòng từ đầu vụ thì nó sẽ hiệu quả hơn, bằng cách là mình xử lý vi sinh. Vi sinh thì giờ nó có nhiều dạng, ví dụ như là mình sử dụng Chico Đạt Ma hoặc là Nanogo. Bên cạnh đó mình cũng phải phòng nấm bệnh thường xuyên. Ví dụ bà con có thể phun phòng bằng cái hoạt chất là Mancozeb, thì nó có trong một số cái nhãn hàng, ví dụ như là Manco Xanh hoặc là Dithan hoặc là Rinomin. Còn nếu bà con phun trị thì bà con nên chọn những cái thuốc mà nó có hoạt chất lưu dẫn và nó thấm sâu, ví dụ như là hoạt chất là Metalaxy. Phun phòng thì bà con cũng nên phun từ 4 đến 5 ngày đối với mùa mưa và từ 5 đến 7 ngày đối với mùa nắng. Trung xin giới thiệu với bà con, mình đây là có chỗ chú Mười và đặc biệt là chỗ anh Ngoan. Thì đối với quý bà con mình trồng rau màu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên luôn á, thì chắc có lẽ là mọi người đều biết tới chỗ anh Ngoan đây. Anh là chủ kênh của kênh Bùi Thanh Ngoan á, kênh YouTube mà anh chia sẻ những cái kỹ thuật, những cái kinh nghiệm mà anh làm ra cho bà con mình xem đó. Rồi dạ em chào anh Ngoan nha. Anh Ngoan, khi mà anh chồng đã trồng qua cái giống Sen Hồng rồi thì hôm nay là tụi em có đi thực tế với anh là thăm cái ruộng khổ qua Sen Hồng SH54 của chú Tâm đây. Thì anh thấy cái kết quả ở bên đồng ruộng bên đây thì nó sao anh Ngoan? Xin chào bà con. Thì mình cũng có trồng nhiều giống Sen Hồng, thì cũng có chia sẻ với bà con trên kênh đó. Hôm nay có qua cái ruộng của chú Tâm cũng gần nhà mình đó. Mình thấy chú Tâm đang trồng giống khổ qua SH54 của Sen Hồng á, thì thấy rất là đạt hiệu quả. Thì bà con thấy cái giống của Sen Hồng này và đặc biệt là giống hổ qua SH54 này là trái rất là dài, rất là suông mượt. Và đặc trưng của cái giống này thì càng lên trên cái vàng trên này thì cái trái nó sẽ dài hơn. Và chú Tâm ở đây trồng thì chú vừa mới bẻ một vài lứa thôi, nhưng mà trái thì rất là tốt. Và mùa này thì chú Tâm trồng cái giống này thì nó hạn chế được gầy xanh với sâu xanh, nên cái độ trái thì nó không có dạt nhiều. Dạ. Bữa giờ đây mưa nhiều mà thấy giống này đi coi sao anh Ngoan? Một số giống khổ qua mà trồng trời mưa nói chung thì nó sẽ rất dễ bệnh trên lá. Và hầu hết cái giống nào thì cũng có, nhưng mà đối với cái giống Sen Hồng 54 này thì nó sẽ rất là hạn chế. Nên bà con yên tâm là cái việc cái phần bệnh lá chân là nó sẽ đỡ hơn một số cái giống khác. Thì hôm nay ra cái ruộng của chú Tâm, thấy chú Tâm trồng thì đối mùa mưa, nhưng mà cái vàng lá nó vẫn còn xanh tốt, nó đảm bảo được cái sức để mà nó nuôi trái sau này. Thì và cái giống này bà con thấy lên trên vàng trên á, thì cái khả năng cho trái nó lại càng tốt nữa. Nên bà con nếu mà trồng mà mình quản lý tốt thêm nữa cái vàng lá chân á, thì cái độ cho trái nó lâu và nó kéo dài cho cái, thì nó sẽ ổn hơn so với một số giống trên thị trường. Thì mình có trồng nên mình có chia sẻ, và hôm nay thăm ruộng chú Tâm thì thấy chú Tâm trồng cái giống này thì rất là đạt hiệu quả. Dạ. Anh Ngoan trồng qua cái giống này rồi thì thấy thương lái thị trường đây là cái kiểu trái gì nó ưa chuộng anh Ngoan? Thì đối với khổ qua thì tùy theo cái vùng miền mà họ thích cái kiểu trái. Ví dụ như những cái vùng miền họ thích cái kiểu trái ngắn thì bà con chọn những cái giống ví dụ như là SH53. Hoặc là 52. Thì đối với cái vùng của mình ở cái vùng Phụng Hiệp Hậu Giang này thì thương lái bà con thì rất là thích cái khổ qua mà trái dài. Thì cái dòng SH54 này thì mình có trồng và chú Tâm đây trồng thì cái trái nó rất là dài, tầm cỡ 22 đến 25 cm, và cái da và cái màu trái thì nó cũng xanh đậm và trái nó cứng, thì nó phù hợp với tiêu chuẩn mà bà con thương lái đây mua, nên bà con rất là thích. Và chú Tâm thì cũng bán thì cũng rất là hút hàng. Dạ. Về cái khổ qua này thì anh em công ty là đóng một gói là cỡ khoảng 100 hạt. Đặc tính của giống là tầm cỡ 40-43 ngày là bắt đầu thu hoạch. Trái mà nó cũng suông. Thì về cái trái á, thì bình quân nó có độ dài là dòng này thì tầm cỡ 23-25 cm. Trái cứng.
Cái này mùa khô là trái dữ lắm, mùa này nghịch mà trái nè. Quá trời trái. Chẳng mà bà xã mình thấy trái bà còn mừng nữa. Dạ, mùa nghịch mà vậy mà mùa tận đạt nữa. Trái hết hồng chú hai. Dạ. Không biết là bà con đang xem trên màn ảnh nhỏ có thấy được rõ nét không? Tại vì với động phóng sự này thì anh em quay bằng cái điện thoại nên là có thể hình ảnh không được bằng cái máy quay, nên bà con khi mà xem màn ảnh nhỏ ở nhà thì bà con mình thông cảm ha. Chứ coi ngoài thực tế là còn thấy mê quá. Chú hai trái này nhìn nó mơn mởn mà nó non sao chú hai? Dạ. Mặc dù trái lớn ha. Dạ đẹp, trái đẹp quá trời. Dạ. Nghĩ cái chủ rồi kìa tèo. Đâu? Nó trong vòng nữa. Ừ, nó quá trời, nó mang những trái tôi chuẩn bị đi cầm lại anh ơi. Để nó mang. Bởi vì mình cũng gọi anh chồng đồ nhẹ, chồng dưới leo rồi đó. Dạ. Nó trồng khổ qua đúng 2m5 một cây là vừa. Chú hai trồng khổ qua này sợ nhất là cái bệnh gì? Tôi thường thường tôi sợ nhất là cái con gậy bò chỉ á. Gậy bò chỉ là sợ nhất ha. Là tôi sợ nhất á. Dạ. Với cái giống này nó làm như là nó ít gậy. Dạ. Một vài con nè. Dạ. Nó nấm bệnh nó tấn công vô phần cổ rễ trong gốc, nó làm cho hư những cái mạch để mà nó dẫn truyền nước và dinh dưỡng trên cây nè. Nó làm cho cái dây mình nó bị mất nước và mất dinh dưỡng. Ban đầu nó héo. Nó héo xong rồi nó sẽ chiều nó xanh mát lại. Và nó lặp đi lặp lại gì 2 đến 3 lần thì nó chết hẳn. Đó là cái do nấm. Thì mùa mưa thì nên những cái dạng nấm vậy mình nên phòng từ đầu vụ thì nó sẽ hiệu quả hơn. Bằng cách là mình xử lý vi sinh. Vi sinh thì giờ nó có nhiều dạng, ví dụ như là mình sử dụng Chico Đạt Ma hoặc là Nanogo hoặc là một số cái hữu cơ vi sinh mà họ có bổ sung vi sinh trong đó đó chú Tâm. Thì mình rải trước đầu vụ thì cái đó nó hiệu quả hơn. Bên cạnh đó mình cũng phải phòng nấm bệnh thường xuyên. Ví dụ như phòng định kỳ. Phòng định kỳ thì có thể là mình phòng từ 4 đến 5 ngày thì mình phun định kỳ một lần. Còn nếu như mà có mưa gió mà bất thường á, ví dụ như trời mà mưa nhiều quá thì sau mỗi cơn mưa thì bà con cũng nên thăm và nên phun lặp lại để phòng bệnh. Thì nấm bệnh thì mình quản lý dưới đất một phần là mình cũng phải quản lý ở trên nguồn nước hoặc là trên không khí. Những cái gió nó sẽ mang những cái bào tử nấm bệnh ở nơi khác nó lại thì mình phun. Ví dụ bà con có thể phun phòng bằng cái hoạt chất là mancozeb. Thì nó có trong một số cái nhãn hàng, ví dụ như là manco xanh hoặc là dithan hoặc là glutamine. Thì bà con phun để mà quản lý nấm bệnh. Còn nếu bà con phun trị thì bà con nên chọn những cái thuốc mà nó có hoạt chất lưu dẫn và nó thấm sâu. Ví dụ như là hoạt chất là metalaxy. Thì hoạt chất này nó có trong cái glutamine cũng có. Hoặc là nó có trong metaxy 500 WB á. Thì bà con phun để mà kịp thời để mà chặn đứng cái nấm bệnh. Còn phun phòng thì bà con cũng nên phun từ 4 đến 5 ngày đối với mùa mưa và từ 5 đến 7 ngày đối với mùa nắng. Dạ. Đó là một số cái kỹ thuật mình người bệnh người chết dây rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì cái bệnh chết dây thì bà con nên phòng là chủ yếu. Nếu như mà cái mật độ mà trong vườn mà nó bắt đầu xuất hiện thì chúng ta nên phun trị tích cực để cho nó tránh lây lan những cái dây khác. Còn cái bản thân của cái dây đã nhiễm bệnh thì nó sẽ không hết. Nhưng mà mình phun để mình ngăn chặn để cũng như là quản lý đừng cho những cái dây khác nó bị nhiễm bệnh theo. Thì đó là cái cách mà mình quản lý cái bệnh mà chạy dây. Dạ. Nhưng mà chủ yếu là nên phòng từ đầu vụ là mới tốt. Dạ. Đó thì anh Quang cũng vừa chia sẻ cái kỹ thuật cơ bản để ngừa cái bệnh chết dây trên rau màu nói chung đi ha. Đó, dạ thì để biết thêm những cái thông tin khác đó, thì một là bà con mình có thể liên hệ qua kênh của anh Ngoan hoặc là kênh YouTube Hạt Giống Sen Hồng để được anh em công ty là chia sẻ trực tiếp những cái vết bệnh hoặc là những cái sâu hại, bà con mình có thể là gọi điện về và chụp hình gửi về số điện thoại Zalo công ty hoặc anh Ngoan gì đó cũng được, thì ảnh đây cũng rất là nhiệt tình để chia sẻ hết cho bà con ha. Anh Ngoan có nhắn nhủ gì với bà con gần xa không anh Ngoan? Nhân tiện bữa nay có duyên nên gặp được mấy anh em công ty chứ cũng không có hẹn đặt hàng gì trước đâu. Nên gặp thì nhân tiện tại vì mình cũng có chia sẻ trên kênh của mình á, thì chỗ các bà con cũng có theo dõi cũng như công ty thì cũng có biết tới mình, nên nhân tiện thì có ghé ngang cái quận vườn của anh Tâm. Thì đối với hạt giống sen hồng á thì bà con cứ yên tâm trồng, thì mình có trồng mình trải nghiệm rồi nên mình chia sẻ vậy chứ cũng không có mục đích giới thiệu gì cả. Mình chỉ trải nghiệm với cái thực tế mình sử dụng thôi. Mình đã ở trồng cũng như bà con ở đây trồng. Thì bà con và các bạn thì cứ
yên tâm để mà trồng cái giống của sen hồng, thì theo mình đánh giá đây là đạt. Dạ. Rồi cảm ơn Mang ha. Rồi cảm ơn anh. Chào bà con giùm em cái anh. Dạ. Mang ơi. Này là mình cũng bơi xuồng đi hái ha chú hai. Mình bơi xuồng hái gì nè. Bơi xuồng hái không ha. Ừ. Dạ. Tự làm hay là có người bơi người phụ chứ đâu làm mình được ha? Có vợ theo chống của mình. Dạ thêm hai phụ ha. Ừ. Dạ. Này ngày mai là nếu mà con thấy chú hái phải ngoài 300 chứ không phải 300 đâu. À thì mình dạ. Tính vậy thôi. Dạ. Cái này chú hai trồng hình như con thấy có bấm ngọn phải không? Có bấm ngọn. Dạ. Khoảng cách mình làm mấy tấc cây chú hai? Thì theo cái tài liệu của công ty thì 4 tấc mà mình sắn mình không có đo cái cỡ, có chỗ 4 tấc, có hơn 4 tấc không chừng. Dạ. Có chỗ 3 tấc. Dạ. 3 rưỡi à chứ 3 tấc có. Dạ. Nhưng mà mình ăn thua mình để cái chèo nó. Chú lấy mấy chèo? Mình lấy 3 chèo à. 3 chèo. Ừ. Chú chọn 3 chèo nào? Mình bỏ hai cái chèo sát nách với cái đầu mình lấy cái từ đó cho lên 3 chèo đó mình lấy đó. Lấy ở trên. Ừ. Chỉ sát đất mình bỏ ha. Sát đất bỏ 2 chèo đó. Dạ. Mấy lá chú mới bấm ngọn? Cái này tôi 5 lá tôi bấm rồi. 5 lá bấm ha. Bỏ hai cái gốc rồi trừ 3 chèo trên. Ừ. Dạ. Bởi vì cái chèo này thì nghe thấy anh em cũng trồng ra chèo có dần chèo nó dữ lắm chèo. Dạ. Bắt đầu mình mới trừ 3 chèo vậy mà nó ra cũng dữ lắm còn mắc. Lại cũng chèo bớt nữa đó. Dạ. Trồng vậy rồi chú thấy nó ra độ trái hơn không? Không, cái giống này thì trái dần trái ra vậy cũng mê dữ lắm rồi đó. Mê ha. Ừ. Dạ. Bà xã mình bảo là mùa này mùa nghịch mà trồng cái gì mà tới quá trời. Tới cái mùa thận đó là mình trồng nữa nha. Dạ. Bảo là mùa thận chắc trái dữ lắm. Dạ. Bà con coi nè, dàn trái nè. Về cái khổ qua này thì anh em công ty là đóng một gói là cỡ khoảng 100 hạt. Đặc tính của giống là tầm cỡ 40-43 ngày là bắt đầu thu hoạch. Cái này vô mùa thận đất đai liếp nó đều có trái nó sỏi như vậy không nè. Cái này mùa khô là trái dữ lắm, mùa thận mùa này nghịch mà trái nè. Quá trời trái. Chẳng mà bà xã mình thấy trái bà còn mừng nữa. Dạ, mùa nghịch mà về mà mùa thận đạt nữa. Trái hết hồng chú hai. Ừ. Dạ.